Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân quận Thanh Khê khóa 10, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bàn và đề ra một số nhiệm vụ giải pháp cho việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021. Theo đó, quận tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư tái sản xuất, phát triển các tuyến phố chuyên doanh, quản lý khai thác các chợ, tập trung triển khai các công trình trong kế hoạch đầu tư công về cải thiện kết cấu hạ tầng ở khu dân cư, chú trọng triển khai các chủ trương biện pháp điều hành thu chi ngân sách tiếp tục đà soát quy hoạch và phân kỳ đầu tư các thiết chế văn hóa, tăng cường công tác an sinh xã hội, giảm hộ nghèo bền vững. Bên cạnh đó, quận tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh, đồng thời triển khai thực hiện nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng.